Dạ xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Dạ hôm nay thì Nương thay mặt cho Mạnh Thường Quân là sư cô Diệu Tánh ở bên Canada là đến giúp đỡ ông bà lớn tuổi gặp khó khăn. Dạ thì hoàn cảnh đầu tiên Nương đến là bà Tư. Dạ được biết là bà Tư bị mù sống với một người con. Thì hôm nay Nương sẽ thay mặt sư cô Diệu Tánh là đến tặng quà cho bà Tư nha. Thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong nhà với Nương. Dạ con mới tới bà Tư ơi. Dạ con chào chú. Dạ. Dạ bà Tư năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả chú? 80 mấy hả chú? 83 hả bà Tư? Bà Tư còn còn minh mẫn không chú? Yếu. Cũng lúc nhớ lúc quên vậy đó thôi. Quên khi nhớ vậy cháu ơi. Dạ. Để đá ẩm xuống. Dạ. Vậy bây giờ là bà Tư sống với chú? Đi không được. Dạ. Dạ, thì bà nằm suốt vậy luôn á hả chú? Người cơm nước là chú lo hết luôn. Toàn bộ nấu không á. Dạ. Rồi chú có làm gì công việc hàng ngày để kiếm thêm thu nhập không? Chú giao ga. Là giao cậu. Dạ. Rồi chú làm để kiếm tiền để lo cho bà Tư. Ra ngày có 100 ngàn. Dạ. Cơm nước của mình. Bà Tư bị mù rồi có bệnh gì nữa không chú? Bị mù mắt thì mắt mờ quá. Dạ. Nổ với đồng xuyên. Nổ với đồng xuyên hả bà Tư? Nổ con mắt qua bên tơ mặt. Dạ. Rồi bà Tư còn hàng ngày còn ăn uống được không bà Tư? Đi được khi không nhớ ơi. Dạ. Khi nào nó khỏe mà trong mình nó sẽ ăn được. Vậy là bà nằm suốt vậy luôn á hả chú? Sao mau giờ tao mới ăn cơm nè. Dạ. Không ăn không sốt chứ mà. Dạ. Con cháu bà đợi thầm chút thấm nhau bà. Dạ. Thì con cũng được biết hoàn cảnh của bà Tư là khó khăn. Bà Tư cũng lớn tuổi rồi sống với chú. Cũng bà Tư bị bệnh nữa nên là hôm nay con đến thăm bà Tư nha. Sau đó là con thay mặt cho sư cô Diệu Tánh ở bên Canada đó là gửi phần quà cho bà Tư là 1.500.000 để bà Tư ăn uống hàng ngày nghe bà Tư. Ừ. Dạ. Bà Tư có uống thuốc gì không chú? Hay là uống rồi đâm mới. Uống thuốc hàng ngày luôn ha anh chú. Thầy. Dạ. Ngày nào cũng uống hết trơn. Không uống là đêm nó nhức. Vậy là ngày nào cũng uống hết hả bà Tư? Không uống mà không nhức. Nhức giò, nhức sống rồi. Nhức cái tay này nữa. Dạ. Khó khăn lắm rồi. Cô chú cũng thông cảm bà Tư nằm được có một bên vậy nè. Bà Tư co lại á, không có quay qua được. Thì thôi con thay mặt cho sư cô Diệu Tánh gửi bà Tư 1.500.000 nha. Đây để con để lên tay cho bà Tư đi, cho bà Tư vui. Đây, 1.500.000 ba tờ 500 nghe bà Tư. Dạ bà Tư cắt. Bà Tư cũng cảm ơn các cháu có tờ cũng bước đầu năm. Dạ. Khỏe mạnh, còn trước kia với cháu. Dạ, con cũng chúc bà dồi dào sức khỏe luôn nha bà Tư. Ừ. Dạ, hy vọng số tiền này giúp bà Tư trang trải cuộc sống, tiền ăn uống thuốc men hàng ngày nha bà Tư. Hàng ngày đó. Dạ. Rồi con chúc bà Tư nhiều sức khỏe, chúc chú nhiều sức khỏe luôn nha chú. Ừ. Rồi con đi luôn bà Tư ơi. Thôi cảm ơn các cháu ở trường. Dạ. Cảm ơn. Rồi con đi luôn chú ơi. Thì bây giờ Nương đến hoàn cảnh thứ hai là gia đình của mợ Hai. Thì được biết là mợ Hai bây giờ cũng... Mợ Hai giờ khổ lắm. Dạ. Đi lo cho anh Dế không đó. Bà trời khổ. Dạ. Mấy ngày đi mất lúa nè ăn. Không ngày mợ Hai đi mất lúa. Dạ mất được bao nhiêu đó hả mợ Hai? Mới được 6 bây giờ. Dạ. Mất đó là để dành xay ra ăn. Đi dành xay ăn con. Dạ. Rồi bây giờ mợ Hai sống với ai mợ Hai? Sống với Út kìa. Dạ với chị. Chị thì nó ở riêng trơn rồi. Dạ. Mình mà hai ở nhà này với ai? Nhà là với Út mà. Dạ. Rồi ảnh đi làm gì hết mà hai? Nó rửa xe trước kìa. Hằng ngày ảnh rửa xe. Ừ, để rửa kiếm xe tiền. Ít cái này ấy lắm thôi rửa. Dạ. Bị nó ra trà sữa rồi đó rồi cái quán nó tiệm nhỏ xíu mà. Rồi ảnh có phụ giúp gì được cho mà hai không? Có đó đó cũng tiếp. Vẫn đi chuyển lúa đồ mặn này mặn kia ai mướn gì mướn mặn hết trơn á. Dạ. Trời ơi lớp lo bắt hai con đã rồi cái lo hoàng dế
với bệnh cái lo tiền bạc tạch trên luôn, khổ lắm rồi. Dạ, ai cũng bệnh hết hả Mai hai? Ừ. Bây giờ lo riết cũng không còn khả năng để lo nữa, người cũng mất hết rồi. Nhà này hồi đó cũng được nhà nước nè, dạ, nó cho nước cho cắt cho nè. Dạ, rồi Mai hai ở tới bây giờ? Ở tới giờ. Vậy là hằng ngày Mai hai đi móc lúa để có gạo để ăn. Giờ Mai hai lớn cũng đâu làm được gì. Đâu có làm gì không, không. Mai hai năm nay bao nhiêu tuổi rồi Mai hai? 9 tuổi rồi, Tết này mới 70 nè. Dạ. Bây giờ thì Mai hai sống với anh ai muốn gì làm đó. Muốn gì bạn ấy. Dạ. Thì cuộc sống Mai hai cũng gặp nhiều khó khăn. Con cũng biết mà hai cũng khó khăn lắm. Quá khổ lắm rồi, lo anh bà trơn luôn. Giờ nó mới về nè, giờ mặn tượng nè, mặn mắng tan nè. Mới gì hôm qua kia. Bị bệnh thì mà hai cũng dốc hết sức lo, không có tiền trang trải thì cũng không qua khỏi. Bây giờ thì mà hai sống với còn một người anh nè. Còn người anh nữa. Dạ. Thôi hôm nay con đến thăm mẹ hai, rồi sau đó con cũng thay mặt cho sư cô Diệu Tánh ở Canada gửi cho mẹ hai phần quà số tiền là 1.500.000 nha mẹ hai. Để cảm ơn con nha. Dạ, mẹ trang trải cuộc sống, con biết mẹ cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì anh thì đi làm bữa được bữa không, rồi cũng không có tiền nữa. Mẹ đi móc lúa ăn hàng ngày nữa để xay gạo ra ăn. Thì thôi, con gửi số tiền này để giúp mẹ phần nào nha. Để mua đồ ăn đồ uống. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Hai con cũng chúc mẹ có nhiều sức khỏe luôn nha mẹ. Dạ. Con xin phép con đi mời. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ thì bây giờ Nương thay mặt cho sư cô Diệu Tánh là đến giúp đỡ hoàn cảnh gia đình thứ ba là gia đình của ông bà Năm. Thì Nương cũng được biết là ông bà Năm cũng lớn tuổi rồi, bà Năm thì bị bệnh tiểu đường. Ông bà nuôi thêm một người con là bị tai nạn xe. Bây giờ chú cũng không có được minh mẫn cho lắm. Thì Nương cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong nhà với Nương nha, để tìm hiểu gia đình của ông bà Năm như thế nào. Thì trên đường đến nhà của ông bà Năm thì trời cũng đang mưa. Dạ con chào chú. Chú đang ăn cơm hả chú? Cơm. Dạ. Chú đây là con của ông bà Năm. Dạ. Chú năm nay được bao nhiêu tuổi không Năm? Dạ. Con cũng mới tới luôn Năm này. 40 tuổi. Dạ. Chưa có vợ. Chưa có vợ. Thì con cũng được biết là chú bị tai nạn xe năm 2017 hả Năm? Rồi cái đầu của chú bị mổ hả? Dạ. Rồi chú vừa lắp sọ vô hả ông Năm? Dạ lắp rồi. Chú tự ăn cơm được hả ông Năm? Dạ. Chú cũng mới tự ăn cơm mấy tháng nay. Dạ. Chú ăn chay, gia đình ông của ông Năm ăn chay hết hả? Đúng, 2 năm rưỡi rồi. Dạ. 5, 6 năm chứ tự động rồi, ăn cơm rồi. Dạ. Thì chân của chú cũng đi cà nhắc cũng phải chống gậy, đi tới đi luôn mới được. Con trong nhà mới đi được. Dạ. Nhà tới lằng nhách hay gì? Rồi đúng rồi, hai chỗ nó gậy. Cũng còn thêm thì tập cái dục hoài à. Kia kêu nó gợi nhớ nó lại đó, đó đi như vậy. Dạ. Đi không lần nữa. Dạ. Vậy thôi để cho chú ăn cơm đi, con vào trong trò chuyện của ông bà Năm nha. Dạ, chú ăn cơm nha chú ăn cơm. Dạ. Rồi chú ăn cơm ngon miệng nha. Dạ, con vào trong. Dạ. Nên là cô chú anh chị thì nhà của ông bà Năm là cũng được nhà đội đoàn kết cắt cho ông bà ở. Thì giờ Nương cũng sẽ vào trong với ông bà Năm nha. Dạ, con mới tới bà Năm ơi. Dạ. Ở ngoài thì trời cũng còn đang mưa nên là nhiều khi hơi ồn. Cũng mong cô chú anh chị thông cảm. Xuống mưa rồi. Dạ. Con chạy xuống đây thì cũng mưa luôn. Dạ. Nhà ông bà Năm ở Cúc có dưới phường Mỹ Thới.
Mẹ ở đây của Mỹ Thới, Mỹ dạ. Thới. Con chạy vô cái hẻm xa lắm mới tới nhà của ông bà Năm. Dạ, từ ngoài lộ xe vô tới đây ba cây. Dạ. Ba cây số. Dạ. Quen rồi đi dễ, không quen cũng đi khó ăn chút. Dạ, ông Năm năm nay bao nhiêu tuổi ông Năm? Tôi năm nay là 72, bả là 71. Dạ, ông Năm 72, ba Năm 71. Tuổi mẹo, ở tuổi Thìn. Dạ. Đó. Dạ, cũng quá đó, đau hoài con ơi. Dạ. Ông Năm lãng tay. Ông Năm bị lãng tay. Dạ. Rồi bà Năm bị bệnh tiểu đường rồi con. Tiểu đường mà khám bớt rồi. Bây giờ nè con nghe nè. Sưng. Nó khớp á. Bị khớp đó bà Năm. Ừ. Sưng hết rồi. Sưng nè. Dạ. Chút đem thuốc cho mấy gậy. Rồi hàng tháng bà Năm có đi lãnh thuốc tiểu đường uống không? Có. Dạ. Tại vì con cũng được biết là tiểu đường phải uống thuốc hàng tháng. Ừ. Dạ. Uống hoài luôn. Nhức khớp mà nó cũng nó sưng. Dạ, trước nó bị bú cổ nè. Dạ. Mổ ở bệnh viện 121 á. Nay cũng là 42 năm rồi đó. Mà bây giờ nó có thể cứ cứng lại nữa. Dạ. Vừa thứ năm tới nè, đi tái khám. Rồi bác sĩ nó để chụp cái tuyến giáp rồi đó. Rồi không có phát hiện cho thuốc uống liền hay là mẫu có nổi lên rồi. Ờ dễ bác sĩ nói vậy, vậy là bà Năm đang bị bút cổ mới tái phát lại đó. Mới tái phát lại mổ rồi đó. Mổ rồi bây giờ tái phát lại hả bà Năm? Mổ rồi đó, 42 tuổi. Rồi bây giờ chuẩn bị đi tái khám. Tái khám bác sĩ nói vậy đó, từ bữa thứ năm tới nữa. Dạ, thứ năm tới là đi khám đi, lại. Đi khám lại đó. Bữa nay là ba tuần vô bác sĩ luôn. Rồi thứ năm tới đi. Thì khám lại thì bác sĩ mới chụp cái mà tuyến giáp á. Dạ. Rồi có hay không bác sĩ điều trị. Dạ. Bây giờ là có em... không giờ có thì bữa nay mổ rồi nổ lại nữa. Rồi 42 tuổi giờ 71 cũng ba mấy năm rồi. Chứ mổ gì sao? Bây giờ là nghi ngờ là bị lại nên là bác sĩ kêu đi khám có gì điều trị hả bà Năm? Dạ. Còn bệnh tiểu đường của bà Năm thì vẫn uống thuốc hàng tháng. Còn ông Năm thì sức khỏe cũng tốt không ông Năm? Bụt tôi vậy. Lãng tay á. Ông Năm chỉ bị lãng tay ông Năm á. Đau ăn khớp hoài, nhờ ông trên độ. Uống thuốc Nam á. Cái hỏi cháu bây giờ là nhà có qua người rồi. Đau không? Đã đau rồi, kia thì chưa được biết nhiều gì hết. Đau bệnh đau đau bả thế cuộc sống này nè bác cơm sâu được không được là cơm giặt vũ đó là cơm nước mà thấy đi con hôm nay mà nó ngứa nè ngứa gãy đâu bằng nó ở trên cũng cho cũng độ năm thật. Bây giờ ông bà Năm lớn tuổi thì cũng đâu có làm gì có tiền đâu hả ông bà Năm? Dạ. Rồi ông bà Năm thì có chú là bị tai nạn giao thông, bây giờ là chú bị như vậy. Rồi ông bà Năm có mấy người con? Bốn người con chút gái á, chút là lớn á. Dạ. Thứ ba cũng có vợ hai đứa con rồi. Dạ. Còn út Năm có vợ ở Hà Tiên. Hà Tiên ở mình vợ năm hai tháng có gì. Rồi nhà của mình đang ở là được nhà đại đoàn kết cắt cho ông bà Năm ở. Dạ. Cắt con còn ơi cắt có một khúc rồi lần sau dỗ cũng giả chứ. Dạ. Rồi có tám trước nè. Ở đâu có cho, đâu có nhiều. Nè, nhà 4 rồi giờ 8 rồi. Chỉ phía trước thôi, còn phía sau nó bị dột hết. Dột hết trơn, ta nát hết trơn. Dạ. Trời, thì lâu. Mình dột chứ. Ở sau thì cây cối của ông nội bà nội nó cho. Mấy chục năm. Nó to lắm vậy, bây giờ dột thấy mặt trời hết trơn. Dạ. Nó chịu cũng sao vậy. Mà bà giấy nè. Ông trời, ông mưa nhỏ thôi. Mưa lớn là nó dột hả bà? Mưa lớn nó dột, dột của ông bà. Dạ. Chỉ là được ở được phía trước thôi, cũng sao là mưa là nó bị dột. Ở sao để nóng nướng rồi nọ, tới luôn vậy đó. Dạ. Ở sao mà? Ông mưa rồi bà ngủ sao, có mưa rồi bà đằng trước này luôn. Thì thường là bà Năm ở phía sau, mưa dột quá thì ra phía trước ở. Mưa gì nữa? Giờ nhà này là ông bà Năm ở với chú. Dạ, có ba người đó. Giờ bà Năm hàng ngày nấu cơm lo cho chú. Thì hôm nay con cũng được biết hoàn cảnh của ông bà Năm là cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và hôm nay con đến đây để thăm hỏi sức khỏe của ông bà Năm. Dạ. Sau đó thì con cũng thay mặt cho sư cô
dự tánh ở Canada, ông bà Năm là cũng muốn giúp đỡ ông bà Năm một phần nào đó trong cuộc sống, thì sư cô cũng muốn gửi cho ông bà Năm số tiền là 2 triệu để ông bà Năm trang trải cuộc sống nha, để lo cho chú về ăn uống hàng ngày và tiền thuốc men của bà Năm nữa. Thì con sẽ thay mặt cho sư cô Diệu Tánh ở Canada gửi số tiền 2 triệu. Mưa cái bao nó bị ướt rồi. Rồi con gửi bà Năm đi, bà Năm giữ nha, số tiền 2 triệu đồng. Vậy bà Năm cũng cảm ơn sư cô. Dạ. Để giúp. Không nói hơn, không để có được nhiều. Buồn khổ lắm không á. Cũng năm già cũng làm gia đình được nó thì mình thám được ở phường sau 4.5 5.4 chứ quên 5.4 mà có gửi thì rất là chứ làng sớm nè cũng cho cũng sống nhờ nương tựa hàng xóm ông bà Năm, người ta cũng thương tình, người ta giúp đỡ. Quân biết đỡ đó. Con này rất là đất vậy thôi. Cô nói mà sống ngày nào hay ngày nấy. Cô nói với ông Năm á. Nói bây giờ mà ở xóm người ta cho bà con cho mắc nợ không á. Nợ cho ăn, cho gạo. Thôi lúc mình gặp khó khăn thì cũng nhờ chồng xóm hả Năm ơi. Chồng xóm. Xóm thì sư cô Diệu Tánh cũng gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà Năm nha. Chúc ông bà Năm có nhiều sức khỏe để lo cho chú nữa. Cháu nói lại sư cô để gia đình ông bà Năm rất có nhiều. Vâng sư cô. Ở Cà Đa hả con? Ông Năm bà Năm cảm ơn sư cô nhiều lắm. Ở nước ngoài mà gửi gì cho ông Năm bà Năm. Hy vọng số tiền này sẽ giúp ông bà Năm phần nào đó trong cuộc sống nha. Rồi con cũng chúc ông bà Năm nhiều sức khỏe luôn. Thì hôm nay thì Nương cũng thay mặt cho sư cô Diệu Tánh là đến giúp đỡ ông bà lớn tuổi khó khăn, thì con cũng cảm ơn tấm lòng của sư cô Diệu Tánh rất là nhiều. Sư cô đã phát tâm thiện nguyện để giúp đỡ những ông bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để giúp đỡ ông bà phần nào đó để trang trải trong cuộc sống. Thì con cũng kính chúc sư cô Diệu Tánh có thật nhiều sức khỏe, luôn lúc nào cũng có nhiều niềm vui và hạnh phúc luôn nha sư cô. Thì con cũng chân thành cảm ơn sư cô rất là nhiều. Thì video của Nương cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Xin chào.